Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên bị bốn người trong một gia đình mắng chửi, đánh tới tấp gây chấn thương. Thông tin ban đầu cho rằng nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc chú chó của gia đình này bị giết. Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, vào sáng nay mùng 7 tháng 11, chính quyền địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo sự việc của anh Hoàng Trọng Thu, chủ quán cà phê gió trên địa bàn phường Hồng Gai về việc một nhân viên của quán bị hành hung. Theo đó khoảng 17 giờ 20 phút ngày 4 tháng 11, nhân viên trên đã bị một chủ quán cà phê bên cạnh cùng con trai, con gái và chị gái đánh nục mạ, khiến nạn nhân phải nằm chữa trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, các cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.